Hi, chào anh em vào chiều lớp, mình từ lũ anh chị cả. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Ở đây video bài tập số 253, một arc mình đặc biệt nhất từ trước tới nay. Một arc mà mình không có cơ hội các anh em kiếm lại lần hai. Arc lên tới tận VIP 11, gần VIP 12 rồi các bạn ạ. Siêu lợi tức thì còn tới gần một tháng luôn. Anh em nào mua arc thì mình nói rằng vô cùng hời. Ở mức độ VIP cũng như là siêu lợi tức ở mức độ tiền nạp. Về cơ bản thì với mức khoảng 29 kim cương như này thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu gói này nhỉ? 9327. Khoảng độ 6 gói này rồi các bạn ạ, mà mỗi gói này là hơn 2 triệu, mình cứ tính nhẹ thôi nhá. 6 gói đúng không? Nó rơi vào khoảng độ 14 15 triệu rồi các bạn ạ. Đấy, nó rơi vào tầm đấy. Ok các anh nha. Đấy, bán acc này thì mình nói luôn là giá có 1,1 triệu thôi. Do chủ acc là đua xịt con Mr. Karate và không muốn thử vận may cho mấy ngày cuối. Ở đây thì mình thử lốt vận may ngày cuối xem có ra không. Vớ vẩn ra là ông ấy lại thôi hủy bán đấy. Đấy, nhưng mà đây hiện nay anh em nào mua thì vẫn bán nhá. Trước khi chủ hàng thông báo với mình hủy thì mọi thông tin mình đã nắm rồi, thì anh em nào mua là sang tay luôn, không có lằng nhằng. Tiền về cái là chắc chắn là ác sáng liền liền chứ không có chờ đợi gì cả, đúng không? Đôi hiện nay thì vô cùng đẹp với kiểu tứ hồn kết hợp với long hổ. Tất nhiên có một trang gu về thì thôi gọi là best luôn các bạn ạ. Đấy, hơi hơi phí một chút nên thành ra mới có giá rẻ thế chứ. Công tưởng tượng người có tiền người ta không bao giờ người ta dại đâu công ạ. Đấy, công đừng có mà chê đúng không? Ghi vẫn cánh tem bình thường. Yêu flame hạt nhân mới. Iori thì đây là phần thưởng từ vòng đua top lực chiến các bạn nha. S69. Đây là Robert và cặp mà New Mr. Karate. Chít hỏa này cũng là quà nạp thôi. Nạp mà mua đi các bạn ạ, mua bằng đô la ấy, chứ không phải là cày cuốc trong hội quán đâu, hội quán này chưa thể có được. Đấy, ok các anh em. Rồi siêu lợi tức thì mình nói rồi đúng không? Còn tới 27 ngày. Chi tiết túi đồ thì server mới nó cũng không có cái gì đáng kể cả. Đây cũng là quà nạp luôn các bạn nhá. Nói chung thì lên đến VIP 10 gần VIP 12 thì các bạn tưởng tượng nó nạp rất nhiều các event rồi, kinh qua rất nhiều các event rồi chứ không phải là tự nhiên mà nó lại lên được VIP cao thế đâu, toàn nạp rồi các bạn ạ. Ok các anh em. Tốt đầu trường thì vì không online thì người ta bị tụt xuống khá là sâu. Mình đảm bảo với các bạn, bạn nào online tốt thì chỉ có mình nghĩ là không đến một tuần. Đấy, chắc chắn là sẽ chắc chân trong top 1x, là khẳng định đội hình nó chuẩn mực, có meta đàng hoàng nhảy rồi mà server mới người ta không có bot mới mấy đâu các bạn ạ. Đấy, thôi đây mình quay chính môn thôi, khỏi trách nhá. Này vừa 11 làm gì có môn. Đấy, mình hên xui dần cho nó ra. Đấy, ok, còn thêm được một phát nữa ngày mai các bạn ạ. Đấy, thêm được một phát nữa ngày mai, mỗi ngày thì đấy nó tích được khoảng quay được thêm một lần. Đấy, vì có siêu lợi tức rồi quả đấu trường các kiểu thì các anh em mà có thể chơi được. Hay là mình quay nốt chỗ này nhỉ, 137 790 hay là không đủ 200 mới đủ trong túi đồ vẫn còn. Thử nốt vài lần đi các bạn ạ. Nhưng mà chắc là không ra đâu, nên anh em là mua hạc này thì đừng có. Chứ thật sự ra thì công lại chả có acc mà mua đâu, nên anh em là mua acc này thì không có nhiều cơ hội mà lên VIP cao. Vì VIP cao mới quay được, vì chỉ có thể là VIP cao thì mới quay được mèo full bốc các bạn ạ. Nên là ngoài ra thì mỗi ngày còn được nhận thêm rất nhiều phần thưởng, ví dụ như là chiến dân thần này, hồn chiêng thiên phú này, gì đấy. Nói chung thì VIP cao có lợi, làm có rất là đắt, nên mình nói rồi mấy triệu các anh em mua thì tiết kiệm rất là nhiều. Có điều bây giờ thì phải chấp nhận là nhìn nó hơi gọi là khó chịu một chút do là hết kim cương. Đấy, nó là sự đánh đổi thôi. Ông nào tính được chơi được dài, tính chơi được dài nhá anh em nông dân. Đấy, chơi được đường dài. Mà game này mình nói thật là phải chơi đường dài, nhưng mà chơi đường ngắn không thể chơi nổi các bạn ạ. Chỉ chơi vài bữa là chán. Thôi, toàn bộ thông tin đạc mình đã trích xong. Đạc bao gồm toàn bộ mọi chi phí như nếu lúc đầu là 1,1 triệu. Bạn nào quá thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video.